Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin hai mẹ con nhà tranh đấu đất đai đào đào cộng sản tại phiên tòa phúc thẩm. Nhà tranh đấu vì quyền đất đai Cấn Thị Thêu và con trai bà Trịnh Bá Tư đã bị tuyên án mỗi người 8 năm tù tại phiên tòa phúc thẩm mà họ đã phản đối khi hô to rằng đào đào Đảng Cộng sản, trong khi các luật sư bảo chữa cho họ không được tranh luận. Hai mẹ con bà Thêu đều là những người đang tranh đấu cho quyền đất đai của làng Dương Nội, bị tuyên án mỗi người 8 năm tù và 3 năm quản chế tại một phiên tòa xét xử sơ thẩm vào tháng 5 năm nay. Họ bị bắt giữ từ tháng 6 năm ngoái sau khi mạnh mẽ lên tiếng phản đối vụ bố giáp gây chết chóc của chính quyền Hà Nội tại làng Đồng Tâm liên quan đến tranh chấp đất đai vào hồi tháng 1 năm 2019. Phiên tòa phúc thẩm hôm 24 tháng 12 đã tuyên y án đối với mẹ và con bà. Đây là hình ảnh bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư tại phiên tòa phúc thẩm ở Hòa Bình vào hôm 24 tháng 12. Theo luật sư Mạnh, trong quá trình điều tra và trong cả hai phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, bà Thêu và ông Tư vẫn rất bác bỏ nhất quán quan điểm truy tố cho rằng mình có tội. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Thêu và ông Tư đã có phần tự bảo chữa mạnh mẽ, nêu tranh luận một loạt các vấn đề một cách trực diện, thẳng thắn với những từ ngữ ít được nghe từ trong nước. Luật sư Mạnh cho biết và cũng nói rằng các luật sư đã kiến nghị với tổ chức đảng và cơ quan lập pháp xem xét sự tồn tại của điều 117 Bộ luật hình sự cũng như điều chỉnh lại chính sách giải tỏa nhà đất vốn là nguyên nhân của mọi nguyên nhân phát sinh nên vụ án. Tại phiên tòa, các luật sư đã phản đối vì bị cắt bỏ phần đối đáp của họ và bị cáo. Theo luật sư Mạnh, các luật sư sẽ khiếu nại cách điều hành phiên tòa của ông chủ tọa mà họ cho là vi phạm luật tố tụng hình sự. Trước đó, trong tháng này, một người con trai khác của bà Thêu, ông Phạm Trịnh Bá Phương cũng bị kết án 10 năm tù cùng 5 năm quản chế trong một phiên tòa riêng biệt cùng một nhà tranh đấu đất đai khác là bà Tâm cùng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế trong những ngày qua cũng lên án việc chính quyền Việt Nam kết án các nhà hoạt động dân chủ và quyền đất đai trong tháng này, gồm cả nhà báo Phạm Đoan Trang và nhà hoạt động Đỗ Nam Trung. Đây là hình ảnh 4 nhà hoạt động vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xử tù, bao gồm từ trái qua Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương và Đỗ Nam Trung. Nói với Tổ chức Nhân quyền Quốc tế về các bản án vừa qua, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, ông Philip Robertson cho rằng chính phủ Việt Nam đang bảo người dân phải ngồi xuống và im lặng, rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ thách thức nào đối với sự cai trị của họ. Họ sẽ không chấp nhận những yêu cầu cho một sự quản trị tốt hơn hay chấm dứt tham nhũng hoặc chấm dứt vi phạm nhân quyền. Gia đình bà Cấn Thị Thêu rằng thì nói rằng chịu tù tội nhưng không nản chí đấu tranh. Gia đình nhà tôi cho đến bây giờ đã là 6 án tù, tôi không có một tí nào là nản lòng cả. Ông Trịnh Bá Khiêm, chồng của bà Cấn Thị Thêu, cha của hai người con cùng đấu tranh cho quyền đất đai Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư, khẳng định như vậy với đài tiếng nói EFA tại Mỹ trước phiên tòa sơ thẩm ông Phương sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tại Tòa án Nhân dân Hà Nội. Một gia đình chịu 6 án tù, ông Trịnh Bá Khiêm cùng vợ là Cấn Thị Thêu và hai con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư là gia đình làm nông ở xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Do cương quyết khiếu kiện giữ đất cho mình cũng như lên tiếng bênh vực cho những người nông dân mất đất khác, mà trong suốt hơn 10 năm qua các thành viên trong gia đình lần lượt bị bắt giam, khởi tố và bỏ tù. Số án tù nếu tính luôn cả bản án mà Trịnh Bá Phương sẽ chịu trong phiên tòa vào ngày 15 tháng 12 thì 4 thành viên trong gia đình phải nhận cả thảy 6 bản án. Riêng bà Cấn Thị Thêu bị bắt đến 3 lần theo nhiều cáo buộc khác nhau. Đây là hình ảnh 4 thành viên trong gia đình bà Cấn Thị Thêu bị nhà cầm quyền Cộng sản xử tù, bao gồm từ trái qua Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Khiêm, tức là ông bố. Bà Phương, một dân oan Dương Nội, nói với đài RFA rằng bà Cấn Thị Thêu đã đồng hành với người dân Dương Nội xấp xỉ 13 năm nay. Bà nói, trong cái cuộc đấu tranh này, mẹ con bác ấy là người đứng đầu trong đơn của dân. Dân cũng giữ đất, nhưng bác ấy là người tổng hợp đơn cho toàn dân, cho nên nó nhắm vào người đứng đầu của dân, nên nó bắt ba mẹ con bác ấy. Bác Thêu là người rất có tâm với người dân, bác ấy đấu tranh chỉ là để đòi đất thôi. Hai lần trước bác ấy đấu tranh một mình bác ấy thôi. Khi bác ấy bị bắt thì con bác ấy phải đồng hành cùng dân.
Đến bây giờ nó bắt là nó bắt cả ba mẹ con, vì cả ba mẹ con nói cũng đồng hành vì quyền đất đai của người dân thì nó bắt. Câu chuyện đấu tranh giữ đất của gia đình ông Khiêm, bà Thêu bắt đầu từ cuối năm 2007 khi chính quyền ra lệnh thu hồi đất nhưng người dân Dương Nội cho rằng số tiền đền bù không thỏa đáng. Bà Cấn Thị Thêu từ đó trở thành thủ lĩnh của hơn 400 hộ dân Dương Nội không chịu nhận tiền đền bù. Bà lập hồ sơ dẫn đầu các cuộc tuần hành khiếu kiện để yêu cầu chính quyền phải giải quyết sớm và thỏa đáng cho người dân được ổn định cuộc sống. Nhưng yêu cầu đó không được đáp ứng. Ông Khiêm và bà Thêu đều bị bắt lần đầu trong đợt chống cưỡng chế thu hồi đất vào năm 2014. Sau đó, ông bị kết án 18 tháng tù giam và bà Thêu 15 tháng tù giam. Tháng 6 năm 2016, bà Cấn Thị Thêu bị bắt lần thứ hai với mức án 20 tháng tù giam với cáo buộc gây rối trật tự công cộng vì đã cùng với hàng chục người dân làng Dương Nội khác liên tục tuần hành đến các cơ quan công quyền khiếu nại quyết định thu hồi đất. Đây là hình ảnh bà Cấn Thị Thêu tại tòa phúc thẩm ở Hà Nội vào hôm 30 tháng 11 năm 2016. Không chỉ kiên quyết giữ đất của mình, cả gia đình bà Thêu đã mạnh mẽ lên tiếng về vụ án Đồng Tâm, phản đối chính quyền đã huy động lực lượng hàng ngàn quân tấn công vào làng Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, giết chết cụ Lê Đình Kình và bắt bỏ tù hàng chục người khác. Cuộc sống đã đảo lộn. Chị Đỗ Thị Thu, vợ Trịnh Bá Phương đã nói với Đài Tiếng Nói RFA rằng từ ngày ba người trong nhà bị bắt, cuộc sống gia đình đã bị đảo lộn vì cả ba người đều là lao động chính của gia đình nên hiện giờ gia đình khó khăn hơn rất nhiều. Chị nói, từ khi ba người trong gia đình bị bắt thì cuộc sống gia đình của tôi bị đảo lộn rất nhiều và rất nhiều khó khăn đã xảy ra đối với gia đình của tôi. Cả ba người đều là những lao động chính trong gia đình. Từ khi ba người trong gia đình bị bắt đi thì gia đình cũng khó khăn một phần về kinh tế. Về việc thăm nuôi thì bố tôi, tức ông Trịnh Bá Khiêm, ở bên trên Hòa Bình phải đi thăm, cả đi cả về 200 cây số đến trại tạm giam tỉnh Hòa Bình để gửi đồ cho mẹ của tôi là bà Tư. Mỗi tháng bố tôi phải đi 3 lần, nghĩa là mỗi tháng phải đi 600 cây số, mỗi lần họ cho gửi ít đồ thôi. Chị Thu cho biết khi chị vừa sinh con được đúng 4 ngày thì chồng bị bắt, chưa kịp hồi phục sau sinh thì chị đã phải gánh vác đủ chuyện, vừa chăm bé sơ sinh, vừa buôn bán mưu sinh để thăm nuôi chồng đang bị bắt giữ điều tra. Chị nói lúc đấy thì tôi và chồng đang ở nhà riêng ở Hà Đông, Hà Nội. Mới có 5 giờ 30 phút sáng thì họ đến gọi cửa và 6 giờ 30 thì họ đưa chồng tôi đi. Thằng cu bây giờ đã được hơn 11 tháng rồi mà vẫn chưa được nghe tiếng bố nó hay được gặp bố nó bao giờ. Đây là hình ảnh người dân Dương Nội ở bên ngoài phiên tòa xử bà Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư hôm 24 tháng 12. Chưa từng hối tiếc. Dù hoàn cảnh có khó khăn hơn lúc trước, dù chính quyền vẫn nhắm vào gia đình ông Khiêm và Thêu nhằm đàn áp tiếng nói phản kháng, nhưng ông Khiêm và chị Thu luôn khẳng định cả gia đình chưa bao giờ hối tiếc về những việc đã làm hay nản lòng cho dù bị đàn áp khốc liệt, ông Khiêm nói. Tôi không có một tí nào nản lòng trong cuộc đấu tranh này. Đối với bọn cộng sản này, nó quá tàn ác. Đàn áp người dân, nó cướp bóc quá tàn tệ, rồi nó bắt giam tù tội. Chúng nó càng bắt giam, càng tù tội, càng hành xử tàn ác thì tôi càng kiên quyết lên. Tôi không bao giờ có tư tưởng là nản chí cả. Còn chị Thu thì nói với Đài Tiếng Nói FA rằng nhà cầm quyền cộng sản đã buộc tội chồng tôi theo khoản 2 điều 117 với mức án lên đến 20 năm tù. Đây là một mức án rất cao. Tôi cho rằng đây là những người có tội kết án, những người vô tội và tôi khẳng định chồng tôi không có tội. Chồng tôi chỉ nói lên sự thật khách quan nhưng cháy đảng cho nên họ đã bắt bỏ tù chồng tôi. Gia đình tôi chỉ làm những việc đúng với lương tâm, thế nên tôi cho rằng cả ba người trong gia đình tôi đều làm đúng. Tôi rất tự hào về mọi người và tôi nghĩ rằng dù có bắt giam cả ba người trong gia đình, thì tôi vẫn rất tự hào về mọi người và tôi sẽ nối tiếp công việc của mọi người. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Ba ngày 28 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Cú lừa cung đình mang tên Việt Á, Tô Thượng Thư có dám khai đào chính phạm hay không? Giám đốc công ty Việt Á, giám đốc CDC Hải Dương vừa bị khởi tố bắt giam vì câu kết nhau, thổi giá, kít ngoài mũi. Chỉ với 5 hợp đồng mua kít, ông CDC Hải Dương đã nhẹ nhàng bỏ túi 30 tỷ đồng giữa lúc người dân đang đói khổ. 60 tỉnh thành khác cùng chia nhau cỗ bánh 4.000 tỷ đồng bán kít của Việt Á đang được tiếp tục điều tra.
sự liên quan và giúp sức của các cơ quan đảng và toàn bộ hệ thống truyền thông nhà nước như thế nào mà đã để Việt Á có thể thu về đến 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn. Liên khúc ngoáy mũi là nỗi kinh hoàng của người dân Việt Nam lớn hơn cả nỗi sợ chết vì Covid mà bộ máy quyền lực nhà nước thúc đẩy và truyền thông lề phải ngày đêm gieo rắc vào người dân. Đây là hình ảnh tờ báo Việt Nam đưa tin một người đàn ông ở Cà Mau bị cưỡng chế vì không chịu xét nghiệm, ảnh bên trái. Còn bên phải là ở Bình Dương, một phụ nữ bị phá cửa khiêng đi để cưỡng chế xét nghiệm. Ngoáy mũi thần tốc, ngoáy mũi đại trà, ngoáy tầm soát, ngoáy quản lý, di động dân cư, ngoáy để được đi chợ, đi làm, ngoáy để theo dõi tô màu xanh đỏ, vàng cam, vân vân. Không chỉ tài xế, công nhân do công việc đi lại bị ngoáy mũi hàng chục lần, có hàng vạn người dân, dù sống biệt ở trong nhà vẫn bị lôi đi ngoáy mũi. Nhiều địa phương vùng đỏ, mỗi công dân được phục vụ ngoáy mũi đến tận 10 trên 15 lần. Ngoáy mũi cốt thủ để thu tiền, có 1.100 để một cách cách ly, lý do để khai thác nguồn tài nguyên vô tận là cái mũi người dân. Không ít người đã bị chết oan vì lây nhiễm, không ít người bị chấn thương, nhiễm trùng, dị tật do ngoáy mũi. Nhiều người trốn ngoáy mũi bị săn lùng, bắt trói khiên đi như con vật, nhiều người bị đe dọa, áp lực chính trị. Ai cũng kinh hoàng, nhưng không ai thoát khỏi nhân tài, nhân danh chống dịch này. Trong nước, các bác sĩ Phan Xuân Trung, Võ Xuân Sơn, Phạm Việt Thắng v.v. đã lên tiếng phản biện liền bị quy chụp, bị đóng Facebook. Ở nước ngoài thì giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, bác sĩ Trần Tịnh Hiền v.v. cũng nhiều lần lên tiếng về sự lãng phí công sức, tiền bạc và có nguy cơ lây nhiễm của các chương trình ngoáy mũi, xét nghiệm, lấy mũi đại trà. Như Bộ Y tế và lãnh đạo anh mình vẫn kiên trì ngoáy mũi từ giai đoạn chống dịch như chống giặc đến cả giai đoạn bất chấp nhận sức sống chung với dịch. Và được hỗ trợ bởi sức mạnh của hệ thống chính trị, bởi xe tăng, quân đội, công an, dân phòng, quái vật ngoáy mũi hoành hành từ đô thị tới đồng quê rừng núi. Nó rượt đuổi người tha hương cầu thực từ các ngõ hẻm thị thành tạm trú, đến trên đường gập ghềnh tuyệt vọng xuôi nam ngược bắc hồi hương và chặn ngõ ngay trên biên giới nơi cố quán của mình. Cũng chưa bao giờ, chưa có tiền lệ nào hút máu bóp cổ người dân tận tình, cạn nghĩa như khúc ca ngoáy mũi. Đây là hình ảnh các shipping xếp hàng dài chờ đều nhiều giờ phải đợi để được xét nghiệm trước khi đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Thực trạng kinh dị ấy buộc người ta phải hiểu rằng có thế lực nào đó đã mượn cớ chống dịch để tiêu thụ kit test càng nhiều càng tốt, bất cần sinh mạng, sức khỏe người dân, chi phí cho xã hội. Đài tiếng nói EFA tại Mỹ cũng có không dưới 10 bài viết phản biện thảm trạng ngoáy mũi phi khoa học, phi thực tế và phi nhân này. Kết quả là đài tiếng nói EFA đã được các kênh truyền thông của Đảng, từ đài VTV, báo Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân gọi đích danh là phản động. Nguồn máy truyền thông thừa tuân thục, thiếu lương tri ấy, vận hành với công suất tối đa, tung hô các chiến dịch ngoáy mũi quy mô lớn. Ngoáy mũi đại trà chưa có tiền lệ hàng triệu người. Hà Nội từng chi hàng chục tỷ để ngoáy mũi cho ra một F0. Công bố của người phát ngôn Bộ Công an, việc nâng khống giá kit Việt Á bất ngờ hé mở cánh cửa thần bí, động cơ đốt trong của chương trình ngoáy mũi, của lệnh ngoáy mũi thần tốc, ngoáy quyết liệt, ngoáy đại trà. Hóa ra phản động EFA chỉ được cái là nói đúng. 4.000 tỷ đồng cũng chỉ là chuyện nhỏ, người dân cũng không bất ngờ việc nâng khống tiền giá kít, vì đó là chuyện bình thường ở xứ Đông Lào. Không tiền, không ai có động cơ làm việc cả. Điều bất ngờ là mức ăn quá dày và sự chuẩn bị tạo đà cho chiến dịch quá quy mô từ các cấp rất cao. Theo thông tin báo chí của Nhà nước Việt Nam đăng tải đồng loạt, từ công bố của Bộ Công an, công ty Việt Á đã thu về 4.000 tỷ đồng tiền kít. Chỉ riêng giám đốc CDC Hải Dương đã bỏ túi 30 tỷ đồng. Và đường dây cung ứng của Việt Á còn liên quan đến 60 tỉnh thành. Còn số đất tay này là bao nhiêu cũng là câu hỏi được đặt ra. Liệu có đơn giản là 30 tỷ đồng nhân với 60 lần cho 60 tỉnh hay không? Vì Hải Dương chưa phải là trọng điểm trên bản đồ dịch tễ. Đó mới chỉ là hàng ngang. Còn trên nữa chứ đâu phải đương nhiên không mà công ty Việt Á được độc quyền, được chỉ định thầu cung ứng kit và các thiết bị y tế cho các CDC trên cả nước. Bác sĩ Võ Xuân Sơn đã đặt câu hỏi, nếu với doanh số 4.000 tỷ đồng và giá 470.000 đồng trên một
tiếp thép, thì tổng số thép mà Việt Á bán ra trên thị trường là khoảng 8,5 triệu. Con số khá nhỏ so với tổng số kit thép đã sử dụng, là bao gồm cả thép nhanh và thép PCE ở Việt Nam. Với cách hành xử của hai bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, thì hàng trăm triệu kit thép còn lại có vấn đề gì hay không? Và còn vaccine nữa, tại sao lại có vụ vaccine vừa mua đã hết đát, phải gia hạn tiếp? Đây là hình ảnh người dân lo sợ phải trích những lô vaccine hết hạn rồi tự động gia hạn theo công văn của Bộ Y tế, trong khi liên tiếp có những vụ trẻ em lẫn người lớn tử vong sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Như vậy, số tiền kit 4.000 tỷ đồng của Việt Á mới chỉ là chuỗi so nhỏ so với tổng kinh phí kit thép đã tiêu thụ ở Việt Nam. Chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều đợt ngoáy mũi lịch sử, hàng triệu người xét nhanh đến nỗi bộ phận phân tích không kịp xử lý dữ liệu ùn ứ điều chỉnh nhiều ngày, và thành phố Hồ Chí Minh dùng kit có nguồn khác. Nghiên cứu nửa tháng, cấp phép một ngày. Bộ kit test của Việt Á bắt đầu từ một công trình khoa học được họp hôm 6 Tết, tức là 17 tháng 2 năm 2020. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh ký phê duyệt đề tài và giao cho Học viện Quân y cùng công ty Việt Á thực hiện. Chỉ nửa ngày sau, vào ngày 3 tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiệm thu chuyển sang đề nghị Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Ngày 4 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế đã cấp phép. Từ nghiên cứu đến cấp phép chỉ thần tốc trong có một ngày. Theo phóng sự truyền hình của VTV, thì xưởng sản xuất kit test xét nghiệm COVID-19 lớn nhất cả nước của Việt Á rộng 10m². Toàn bộ nhân viên sản xuất chỉ có 10 người, mỗi tháng sản xuất hàng triệu kit test. Đây là sự thật khó tin, bởi đầu tư cho vở kịch hoành tráng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị Việt Nam. Cả hệ thống truyền thông trung ương cũng lừa dối người dân. Từ tháng 3 năm 2020, sau khi Bộ Y tế cấp giấy phép tạm thời cho Việt Á, một chiến dịch truyền thông quy mô rầm rộ đánh bóng kit test của Việt Á bắt đầu khởi động. Những cái tên đầy quyền lực như Báo Nhân dân, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng, Báo Điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, v.v. Từ những ông lớn truyền thông này, thông tin đã lan tỏa khắp hệ thống báo chí bên lề của Đảng. Và trong đó thì toàn những thông tin vàng ngọc như Việt Á có đội ngũ nghiên cứu trên 10 năm kinh nghiệm, kit Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, xuất đi 20 nước trên thế giới, vân vân. Đây là hình ảnh các trang của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt nổ bom về bộ kit test dởm. Tuyên giáo nói bộ kit test nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Còn đài truyền hình Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Á sản xuất. Báo Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thì nổ rằng 20 nước đặt mua kit test của COVID Việt Nam, tất cả đều nói dối. Và khi sự việc được phanh phui thì chính báo chí của Đảng lại phải phát hiện thêm những chi tiết thú vị về quy mô và lai lịch, thành tích y tế và giá trị khoa học của kit test Việt Á, hoàn toàn trái ngược với các lời vàng ý ngọc này. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2020, Cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp thuận bộ kit test COVID-19 do công ty Công nghệ Việt Á sản xuất theo quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp và cấp mã số EUE05242100. Thông tin này được rất nhiều báo chí dẫn lại và tồn tại gần 2 năm qua. Đặc biệt là trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn là chính trị thuần túy, cũng long trọng đăng tin giả này, trong đó có đoạn sặc mùi quảng cáo với những thông tin hoàn toàn tưởng tượng là bộ kit xét nghiệm COVID-19 có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của khu vực kinh tế châu Âu, bao gồm Vương quốc Anh. Sau khi được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh cấp phép, bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã được một đối tác đặt mua độc quyền để phân phối tại Anh, Ấn Độ, Mexico, Mỹ và một số quốc gia tại châu Âu với số lượng cam kết ít nhất là 1 triệu test mỗi tháng. Rồi thì bên cạnh đó cũng có nhiều tổ chức quan tâm đến sản phẩm như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Clinton, và việc có thêm sự chấp thuận của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ giúp sản phẩm dễ dàng được xuất khẩu đến các nước. Rồi thì các tổ chức như Ngân hàng Thế giới, rồi các quỹ quốc tế dự kiến sẽ mua sản phẩm này và đưa vào chương trình tài trợ cho các nước trên toàn thế giới. Và sau khi công an khởi tố vụ án, cộng đồng mạng lại phát hiện ra sự thật hoàn toàn ngược lại với những gì mà các tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam và các đài truyền hình Việt Nam đã đăng tải. Vào ngày 20 tháng 10 năm 2020,
Tổ chức Y tế Thế giới công bố báo cáo công khai về sự sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới và bộ xét nghiệm COVID-19 Việt Á là không được chấp nhận. Đây là hình ảnh trên trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố rằng bộ xét nghiệm của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận, hình bên phải, và nay thông tin này mới bị gỡ bỏ như hình bên cạnh. Tên của sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nằm trong danh sách của sản phẩm Y tế Thế giới khuyến cáo không được mua sắm để sử dụng trong tình huống y tế khẩn cấp. Thì báo chí lề phải của Đảng cũng đã đăng thông tin này, và câu chuyện tày trời ấy đã được xử lý đơn giản như là đang đùa giỡn. Và chiều ngày 20 tháng 12, thông tin bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận, được đăng trên trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã biến mất. Không một lời đính chính cao lỗi. Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và báo chính phủ cũng thua đua nhau đưa tin giả để tầng bốc kit test Việt Á. Và không chỉ có thế mà tờ báo Nhân dân còn làm loa dẫn lời ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cho biết có 20 quốc gia đang đàm phán mua bộ sinh phẩm kit xét nghiệm corona chủng mới của Việt Nam. Trước mắt công ty sẽ xuất khẩu sang Iran, Phần Lan, Malaysia, Ukraine. Trong số này, Iran đặt 200.000 bộ test, tức là 4.000 bộ. Ukraine đặt 15.000 bộ, nhưng trước mắt chuyển 100 cái test thử. Trong nước, thành phố Hà Nội cũng đặt 200.000 test thử để sử dụng cho các nhu cầu của Hà Nội và xuất khẩu tặng Italy, một trong những ổ dịch lớn nhất ở châu Âu. Chưa phải hết, Đảng Cộng sản Việt Nam lại nâng tầm chất lượng thì chính phủ thực hiện quyền quản lý nhà nước về giá cả. Đầu kém cạnh, báo Nhân dân, báo điện tử chính phủ cũng đã phát loa cho kit test Việt Á những chữ ngàn vàng đúng nghĩa đen đánh bóng là chúng ta đi sau so với thế giới khoảng vài tuần nên đã tận dụng được lợi thế này để tối ưu bộ kit xét nghiệm virus corona, nâng hiệu suất, công suất lên gấp 4 lần và giá thành mỗi bộ kit test dự kiến chỉ bằng 1/4 giá thành một bộ kit test tương tự của nước ngoài. Và cứ như thế, các cơ quan báo Đảng, cơ quan truyền hình Việt Nam thay nhau lừa dối người dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa. Mời các bạn chia sẻ những bài video này trên Facebook cũng như YouTube để được biết thêm thông tin. Các bạn hãy vào đăng ký và cập nhật thường xuyên. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.